Thưa quý vị, theo chia sẻ của báo Thanh Niên, vào chiều ngày 8 tháng 8, báo này đã nhận được phản ánh của người dân ở huyện Bình Tân, Vĩnh Long về việc một số điểm tiêm phòng ở huyện này đã buộc người dân khi đến tiêm vaccine phòng COVID-19 phải test nhanh với mức chi phí là 238.000 đồng một lần mới được tiêm. Việc làm này khiến cho người dân bức xúc bởi với những hộ dân có hoàn cảnh rất là khó khăn, không có tiền trả phí test nhanh, đồng nghĩa với việc không được tiêm vaccine. Trao đổi về sự việc này, ông Văn Công Vinh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, ông có nắm được thông tin, ông Minh nói. Chiều nay, Sở Y tế Vĩnh Long đã ra văn bản chấn chỉnh việc này và cho dừng ngay việc test nhanh thu phí trước khi vào tiêm vaccine phòng COVID-19. Nếu các điểm tiêm có test nhanh sàng lọc thì sẽ test nhanh miễn phí cho người dân đến tiêm phòng. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021. Cụ thể, có 95% dân số từ 18 tuổi trở lên, cư trú tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận tiền bồi dưỡng từ các tổ chức, đơn vị và các cá nhân đến tiêm chủng. Các cơ sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, không kèm bất cứ điều kiện có hộ khẩu thường trú hay là tạm trú tại Vĩnh Long, kể cả có bảo hiểm y tế hay là không có bảo hiểm y tế đăng ký tại Vĩnh Long. Thưa quý vị, liên quan đến việc tiếp tục hỗ trợ người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn số 2627 vào ngày 6 tháng 8, quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng trong đợt này. Theo đó, trong đợt này, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo quy định tại khoản 4 điều 2, Nghị quyết 09/2021 của thành phố. Cụ thể, mỗi người lao động tự do sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền là 1,5 triệu đồng, tương đương với 50.000 đồng của một người trên một ngày trong 30 ngày. Nhóm thứ hai là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hộ theo quy định được hỗ trợ một lần với mức là 1,5 triệu đồng. Nhóm thứ ba là hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng trên một hộ, hỗ trợ một lần. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này dành cho ba nhóm đối tượng trên là hơn 900 tỷ đồng. Để việc hỗ trợ này đến đúng đối tượng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu việc chi cho ba nhóm đối tượng trên phải thực hiện theo nguyên tắc không trùng lặp, không bỏ sót. Việc chi hỗ trợ phải hoàn tất trước ngày 10 tháng 8. Xác nhận thực tế là nhu cầu của người dân rất nhiều, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết, quận đã đề nghị các phường khẩn trương rà soát, kiểm tra các trường hợp người dân thuộc các nhóm đối tượng được hỗ trợ trong đợt này để hỗ trợ chăm lo cho kịp thời. Gói hỗ trợ đợt 2 bắt đầu chi từ ngày 7 tháng 8. Với những trường hợp thật sự khó khăn nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ của thành phố, quận sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm. Các thắc mắc về hỗ trợ, người dân phản ánh đến đường dây nóng của phường, quận để được giải thích và trả lời. Quận Bình Tân cũng đã thành lập trung tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Người dân có nhu cầu liên hệ trung tâm này qua số điện thoại 028 3875 0096 để được hỗ trợ. Bà Lê Thị Ngọc Dung thông tin. Kính thưa khán thính giả, một tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.